Sự thật về giống mít ruột đỏ sao vàng. 10 năm về trước, tình cờ trong lần đi hội chợ tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Minh Trắng được người bán cây giống tại hội chợ giới thiệu giống mít ruột đỏ. Ông này còn cho biết thêm đây là giống mít siêu sớm, trồng 18 đến 24 tháng là có quả, trọng lượng từ 7 đến 15kg trên quả. Khi mít chín, ruột có màu đỏ như màu gạch nung, cơm dày, mùi vị ngọt, giòn, thơm dịu. Lần đầu nghe giống mít lạ, lão nông thay Trắng mua liền 50 gốc về trồng thử quanh nhà. Cây mít ruột đỏ lớn nhanh, không bị sâu bệnh, không bao lâu bắt đầu ra quả. Nhưng chỉ duy nhất có một cây ra hơn chục quả. Mỗi quả cân nặng 15 đến 17kg. Khi chín thì có muối, sơ mít đều có màu đỏ sậm, đúng như lời ông bán cây giống giới thiệu. 49 cây còn lại cũng ra quả bình thường, nhưng khi chín, ruột, sơ mít lại màu vàng, giống như những giống mít thông thường khác. Vậy là lão nông Thay Trắng quyết định chỉ giữ lại một cây mít ruột đỏ này. Số cây còn lại ông đốn hạ hết để chuyển đổi giống cây trồng có hiệu quả. Lần này lão nông Thay Trắng phá hết vườn sầu riêng, măng cụt để trồng cây mít ruột đỏ. Không ít người cho rằng lão liều mạng, mặc kệ người đời. Lão bắt đầu chiết cành, ghép nhánh để nhân giống mít ruột đỏ. Từ vài trăm gốc ban đầu, nay cây mít đỏ đã phủ kín hơn 2 hecta. Cây mít ruột đỏ lớn nhanh nhờ bón lót nhiều phân hữu cơ, không dùng phân hóa học. Mít ruột đỏ ra quả quanh năm với sản lượng 10 đến 15 quả trên cây. Mỗi quả mít ruột đỏ nặng từ 7 đến 15kg thì quả mít ruột đỏ lớn đến độ nhất định, còn dùng lưới bao quả để tránh sâu hại. Ông Trắng cho biết do chất lượng mít ngon và đảm bảo được độ an toàn cho người tiêu dùng nên nhiều thương lái đến tìm và đặt mua với giá từ 70 đến 80 đồng trên ký, không hạn chế số lượng. Với sự đổi mới và nỗ lực không ngừng, cây mít ruột đỏ sơ vàng của ông Thay Trắng không chỉ là nguồn thu nhập ổn định mà còn là biểu tượng của sự thành công trong nông nghiệp. Bảo Minh, chất lượng luôn tiên phong.